Với cái số vốn khoảng tầm từ 200 trên khoảng tầm 300 triệu, ta có thể lựa chọn đầu tư bất động sản ở khu vực nào? Thanh Hóa nó sẽ đem lại ta cái tiềm năng tăng giá vô cùng lớn trong và sau năm 2024. Xin chào anh chị và nhà đầu tư, tôi là Long. Hiện tại thì Long là một chuyên gia môi giới ở tại thị trường đầu tư đất nền tại Thanh Hóa. Thời gian gần đây cũng có nhiều anh chị hỏi Long rằng là gì? Anh chị có cái số vốn khoảng tầm 200 cho đến khoảng tầm 300 triệu nhưng đang không biết rằng là đầu tư ở khu vực nào Thanh Hóa, bởi vì là mọi người đang gặp phải một cái nỗi đau là gì? Đất của Thanh Hóa đang rất là rộng, với cả với những cái vị trí gọi là tương tự như ở các thị trường phát triển gần nhà mình đi. Ví dụ như anh chị ở Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội hay là Hải Phòng ấy, thì với tầm 200 triệu chúng ta chỉ đầu tư được một vài mét vuông ở những cái vụ thường phát triển thôi. Nhưng mà riêng khi mà chúng ta về Thanh Hóa, chúng ta vẫn có thể lựa chọn được những cái bất động sản mà dao động khoảng tầm từ 200 đến 300 với những cái diện tích dao động khoảng tầm từ 100 cho đến khoảng tầm 200 mét vuông. Thế nên trong chủ đề video ngày hôm nay, mọi người ở lại xem hết cùng với Long để làm sao mà chúng ta sẽ hiểu rõ hơn những cái tiêu chí để chúng ta có thể lựa chọn những bất động sản mà dao động khoảng tầm 200 cho đến khoảng tầm 300 triệu để đem lại cho ta cái lợi nhuận là cao nhất. Với những cái bất động sản ấy mà chúng ta đầu tư ở tại Thanh Hóa ấy, thì đầu tiên chúng ta phải xem là cái vùng này hiện tại thì dân cư đã hiện hữu hay chưa. Bởi vì là một cái vị trí mà phải có dân thì bắt buộc là gì, bất động sản nó mới phát triển được, cái dòng tiền nó mới chuyển dịch về. Ví dụ như là gì, dân cư xung quanh đông đúc ấy thì nó sẽ tạo ra là gì, người dân người ta kinh doanh. Và khi người dân người ta kinh doanh ấy thì khu vực đó là gì, người dân người ta có tiền. Và khi người ta có tiền thì người ta mới có cái gì, cái nhu cầu để chúng ta mua bất động sản. Và cái nhu cầu là gì, người ta chuyển dịch về đây. Bởi vì nếu như để dân người ta về ở ấy, thì mọi người phải biết rằng là gì, tiện ích xung quanh phải có. Bởi vì tiện ích có thì người ta mới về, người ta mới phục vụ cho cái việc là gì, con cái người ta gọi là đi học này, hay là gặp một vài những cái vấn đề gì thì người ta còn có những cái tiện ích để người ta sử dụng. Thế nên là đầu tiên là khi cái tiêu chí đầu tiên ấy, khi mà Long vào Long lựa chọn thì Long sẽ luôn lựa chọn những bất động sản nào mà nó có gọi là dân cư nó hiện hữu. Và thứ hai nữa là chúng ta phải xem là cái vùng đó thì nó có cái tính đặc trưng gì không để giúp cho cái tính thanh khoản bất động sản chúng ta cao. Nếu như bạn đang xem video của Long ấy, thì Long có một group nhà đầu tư nơi để kết nối, giao lưu và trao giá trị. Trong group của Long thì Long hay cập nhật những cái thông tin mới nhất về bất động sản, pháp lý và luật đất đai để giải đáp những cái thắc mắc cho nhà đầu tư, giúp nhà đầu tư khi mà đi tìm hiểu thị trường đầu tư tránh được những cái rủi ro. Các cái đường link ấy thì Long sẽ để dưới phần mô tả của video. Mọi người hãy tham gia group Zalo và Facebook để kết nối cùng Long. Ví dụ như là bất động sản chúng ta muốn thanh khoản cao ấy thì đầu tiên chúng ta phải gì, đường nó phải là ô tô đi vào được nhá. Thế nên tiêu chí đầu tiên khi Long lựa chọn bất động sản là gì, đường phải ô tô đi vào được. Như mọi người biết đấy, gần đây thì Vingroup họ tung ra rất nhiều các cái gọi là con xe, ví dụ như VF3 hay là VF5, VF6 ấy, thì sau này cái tầm nhìn khoảng tầm 3 đến 5 nữa ấy, thì cái nhu cầu sử dụng ô tô của người Việt Nam mình nó rất là phổ biến, rất là phổ thông. Thế nên chúng ta phải lựa chọn những bất động sản nào mà đường phải tương đối tầm 5m và ô tô phải đi vào được và ô tô gọi là tránh nhau được. Và có thêm một cái tiêu chí nữa, như ví dụ như Long đi khảo sát thì những bất động sản như này, ví dụ như đây thì giá nó chỉ dao động khoảng tầm có 245 triệu một lô thôi, mà diện tích của nó thì dao động khoảng tầm hơn 100m. Mà mọi người hình dung là gì, phía đằng sau đó là hồ. Mọi người hình dung không, phía đằng sau là hồ. Một trong những cái yếu tố mà giúp cho anh chị thanh khoản nó sẽ dễ và nhanh hơn, và cái kinh nghiệm mà Long đi đầu tư Thanh Hóa Long thấy rằng là gì, những bất động sản view sông view hồ ấy lúc nào tính thanh khoản nó cũng cao hơn so với cả những bất động sản bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì những bất động sản view sông view hồ ấy thì nó có một cái tính gọi là tính khan hiếm ấy. Tính khan hiếm là gì, người ta ở đây ấy, ví dụ như bình thường Long đang đứng ở đây trưa khoảng tầm cũng gần gọi là 12 giờ nhá, mọi người dùng là gì, mặc dù thời tiết thì rất là nắng nóng nhưng mà cái không khí hiện tại ấy thì là gì, gió xung quanh nó vẫn có nghĩa là đứng ở đây thì mình cảm thấy rằng là cái không khí nó rất là thoáng mát và nó rất là trong lành. Và có một cái rất là gì, những bất động sản view sông view hồ như này ấy, ai về ở ấy, thì người ta cũng thích, gọi là mình nhìn thấy được cái đối tượng sử dụng ấy là người ở, người ta cũng thích những bất động sản view hồ. Nên là tại vì sao những cái chủ đầu tư lớn như là Vin này hay là những chủ đầu tư lớn như Sun ấy là họ rất hay làm các cái hồ cho các cái dự án ấy, để mục đích là một phần là mình thanh khoản nó dễ hơn này, một phần là gì, cái giá bất động sản của mình nó tăng cao hơn, tăng mạnh hơn. Thế nên một trong những cái yếu tố mà mọi người nên lựa chọn nhá, Long nghĩ là nên lựa chọn để giúp cho bất động sản thanh khoản cao hơn thì là bất động sản view sông view hồ như này. Những bất động sản view sông view hồ như này, bởi vì những cái tài chính như vậy ấy, nếu như mà để bảo một cái vị trí mà view sông view hồ như ở ví dụ như Bắc Ninh, Bắc Giang hay là các cái thị trường phát triển rồi ấy, thì giá lúc nào nó phải dao động khoảng tầm từ 25 chứ khoảng tầm 35 triệu mét vuông nhá. 32 được gọi là view hồ thôi nhá. Còn nếu như có công nghiệp xung quanh nữa thì nó giá lại càng cao. Nhưng mà với những bất động sản khu vực Thanh Hóa như này thì mọi người nhìn là nó chỉ dao động khoảng tầm có hơn 2 triệu mét vuông thôi. Đấy, ví dụ như tầm 2 triệu thì tầm 300-400 chúng ta vẫn có thể lựa chọn 1 đến 2 lô ở những cái bất động sản như này. Thì nó sẽ có cái biên độ lợi nhuận rất là cao, bởi vì là từ 2 triệu lên khoảng tầm 4 triệu thì nó là một điều thực sự rất là khả thi và gần như là nó là một điều rất là dễ dàng. Còn nếu như để khoảng tầm 25 đến 35 triệu thì mặc dù bất động sản đẹp thật nhưng mà để nó lên khoảng tầm 50 chứ khoảng tầm 70 triệu thì Long nghĩ rằng là nó sẽ khó hơn so với cả những bất động sản mà vị trí như này, giá rẻ như này. Đấy, thế nên chúng ta có thể lựa chọn những cái tiêu chí là gì? Dân cư đông này, và thứ hai là gì? View sông view hồ như này này, và thứ ba là đường ô tô phải đi vào được. Và yếu tố thứ tư ấy đó chính là gì? Xung quanh đây với bán kính khoảng tầm 1 km đến 2 km, đặc biệt là gì, 5 phút di chuyển chúng ta xem là có gần các cái cụm công nghiệp và khu công nghiệp nào không. Bởi vì là
khi mà có cụm công nghiệp, khi mà khu nghiệp ấy thì nó sẽ tạo ra được nhiều việc làm cho người dân. Và khi mà người dân người ta có việc đúng không, thì người ta bắt đầu là có công ăn việc làm thì người ta sẽ có lương, và khi đó thì tăng thu nhập bình quân đầu người lên. Thì lúc đó thì làm sao kinh tế nó phát triển, thì kinh tế phát triển nó sẽ làm cho gì, giá bất động sản khu vực này nó tăng theo cái kinh tế của địa phương. Và có một cái điều quan trọng nữa là gì, khi mà công nghiệp về ấy, là họ sẽ thu được một cái lượng thuế, tiền thuế của doanh nghiệp ấy, thì nó có huyện nó sẽ có tiền. Và khi huyện có tiền thì người ta sẽ làm rất nhiều các cái tuyến đường gọi là cơ sở hạ tầng xung quanh đây để giúp cho bất động sản khu vực này giá nó tăng lên. Thế nên là đây là một trong những vị trí mà mọi người có thể tham khảo này. Với những bất động sản ở tại Thanh Hóa nhá, với ai có tầm tài chính khoảng tầm từ 300 đến khoảng tầm 400, ta có thể là từ 1 cho đến 2 lô những bất động sản view sông view hồ như này, và với bán kính khoảng tầm 700 m là sẽ đủ hết về dân cư hiện hữu này. Và ra khoảng tầm vài km, ra khoảng tầm 2 km và 5 phút di chuyển là ra một cụm công nghiệp ở ngoài kia. Thế là đây là một trong những tiêu chí mà Long nghĩ rằng mọi người có thể là tham khảo và đầu tư những bất động sản view sông view hồ như này. Đấy, còn nếu như anh chị nào mà đang còn cần những cái thông tin về những bất động sản view sông view hồ như này ấy, thì mọi người có thể là nhắn trực tiếp cho Long, hoặc là mọi người cần Long hỗ trợ gì về thông tin Thanh Hóa, về những cái hướng đi đầu tư những bất động sản mà từ 200 đến khoảng tầm 300 hay là tầm 500 đến 700, thì mọi người có thể là inbox hoặc là để lại, hoặc là tham gia cộng đồng nhà đầu tư của Long. Và Long xin vô cùng cảm ơn quý anh chị nhà đầu tư xem hết chủ đề video của Long.